Hello, xin chào các bạn. Đây các bạn ơi, bữa nay Mary sẽ ăn với lại hai con mắm các bạn. Đây, cái này là Mary mới vừa chiên xong nè. Đây thì có rau diếp cá, có dưa leo nè. Có dưa leo ở đây nhiều lắm nè. Đó. Với lại có nước uống là một cái là Coke, một cái là Fanta. Ở trong này thì có thêm món. I know you got the Coke. Those under there. Đây, cho tiền nào nè. Nó không có được, nó không có được. Để thêm ra nè. Nó nên nó húp 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 húp. Ở đây thì mình có kết chậm nè. Lâu lắm rồi ba mấy con không có làm video chung với nhau các bạn. Bữa nay là mới phải năn nỉ á. Năn nỉ là hai đứa làm video chung với mẹ để mà sau này mẹ nhìn lại. Tại mấy bữa nay mới coi lại mấy cái video mà hai đứa làm á khoảng 2 năm trước các bạn ơi. Nhưng mà nhìn rất là nhỏ, nhìn rất là xinh. Nên thành ra bữa nay là mới xin hai đứa là làm chung với mẹ đi để mấy năm sau mẹ coi lại các bạn nhìn lại á. Nên thành ra hai đứa mới chịu các bạn. Con gì? Rồi, bây giờ thì bắt đầu mời các bạn. Nữa hả? What are those? Grapes. Oh. Oh, come here, come here, come here. No, give me my hand. Trời ơi. Okay. Hả? Come here. Oh. Ta lạnh nên là ăn rất là đã các bạn. Đấy. Bây giờ thì bắt đầu ăn nè. Đấy các bạn ơi. Gần 1 mét luôn. Chắc chưa tới. Cheese. Now I'm already drooling. For this? Too big. This one. Để mình sẽ chơi nguyên miếng cắn một cái nè. Chấm vô cái này là phải ăn với ketchup mới ngon. Chấm đi con. Đây là bữa tối của ba mẹ con. Cheers. 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 Cái này ăn cái cơm chắc cũng ngọt vậy đi. Nó hơi mặn các bạn, nếu mà ăn một mình nó mà không có chấm cái này á, ăn không được nhiều đâu. Có cái này nó sẽ có vị chua chua ngọt ngọt. Ngọt nhẹ. I don't think Evelyn is coming over. Bên đây chịu cột tắt nha. Thế nào ngồi đàng hoàng con ăn con, đừng có ngồi vậy. Ngồi đàng hoàng, cô chú đang coi con ăn đó. Đó. Ngồi đàng hoàng coi muốn cao bằng mẹ luôn rồi. Nói chung ba mẹ con là cùng giống nhau mà. Vui lắm, nói chung ba mẹ con mày là vui lắm. Không có đâu kìa. Nhà này là mới giờ thức dậy. Mới giờ ngủ thức dậy. Đi học xong chắc mệt á. Vậy là hôm nay cho mày thức sớm nha.
Yep. Mày tưởng chơi về. Mày kiếm. Không biết là cái hộp với lại nó biết cá không. Đây nhiều lắm rồi. Hôm nay là để ra hơi nhiều. Rửa hết sạch sẽ, làm gỏi cuốn, làm đã hết xong xuôi rồi, hết thèm. Nè nè, đừng quá nữa. Nè, trái thiên là nguyên trái dưa leo luôn. Cái này thấy nè hả? Thấy mẹ để đâu hả? Mẹ quên luôn á. Mẹ quên mẹ để đâu mà hồi nãy mới nhớ. Nhớ là hôm qua có mua. Mình đã kiếm. Mình để đâu mình không nhớ luôn. Anh thấy sẽ nữa đấy. Lắc lắc thôi. Nhiều khi ở trên này làm đá. Xíu. Mấy cái này nó sẽ giòn giòn các bạn ơi. Mà làm video á, mình tính ra là cũng được lắm các bạn. Được cái là mình coi lại các bạn. Nhiều khi mình ngồi á, mất rất là nhiều thời gian để mà coi lại video mà hai đứa còn nhỏ các bạn ơi. Nếu mà mình không có làm video á thì có thể là nhiều khi chụp hình hoặc là video nhưng mà mình không có giữ hết được các bạn. Hoặc là nhiều khi hồi trước mình có để trong USB, cuối cùng mất cái USB cái là mất luôn các bạn ơi. Có một video xíu dễ thương. Mẹ thích cái video khi nào còn nhỏ, khi sao mẹ còn nhỏ hai đứa ăn cà rốt nha. Ừ. Hai đứa ăn cà rốt lên như phải đi. On the video. Yeah. Xong rồi thêm này con nói mẹ, thế là kêu con nói mẹ. Sao mẹ không nhớ? Giờ lâu lắm rồi. Chắc là lúc đó là thế nào mới cỡ 1 tuổi, 2 tuổi rồi. Đó nên thành ra có nhiều cái video vui lắm các bạn ơi. Cái này là ý tưởng của Thiên Hà nha. Hôm bữa coi video mà ô mấy mẹ con ăn cái này luôn. Xong rồi Thiên Hà kêu mami tư tư. Xong rồi Thiên Hà kêu mami hay là mình recreate lại cái video. Recreate nghĩa là mình làm lại, tính là y chang giống video cũ luôn, giống kiểu vậy đó. Nhưng mà chỉ khác là mình lớn thôi. Nhưng mà bữa nay thì nó không có phải gọi là recreate. Nhưng mà có điều là nếu mà các bạn mà có coi lại á thì thấy video nó còn nhỏ với lại bây giờ nhìn khác hơn rất là nhiều luôn. Cho nên đừng có phá. Mẹ nói nãy giờ rồi. Ok. Uống nước hả? Khách đó. Tớ khách nêu đó. Cảm ơn nha. Ủa.
sao con cầm vậy một hồi rồi đó. Sao vậy? Tammy kêu no taste. Ủa, cái này không bị rớt mà. Cũng người lạnh. Con ăn xong hả? No. Đúng không? Tất cả à. Nó chạy lấy đồ. Mày ngồi xuống đây đi. Cái mặt hơi buồn lắm ạ. Cô chú kêu mẹ không cho thay mì ăn nên thành ra thay mì ốm. Ấy là lo hả? Rồi thay mì nó sự ăn nhiều lắm các bạn ơi, nhưng mà cái tướng người ốm là ốm à. Tính ra thay mì với Thiên à, thay mì ăn nhiều hơn Thiên à rất là nhiều luôn. Thì Thiên à, các bạn nhìn cái mặt nó vẫn tròn tròn hơn chị thay mì, mặc dù chị thay mì ăn rất là nhiều nha. Ăn nhiều lắm luôn á, nó ngồi nó không ngưng luôn á. Nó cứ ngồi trên bàn mà. Nhiều khi mình làm video mà mình để trên bàn hoặc là làm đồ ăn xong để trên bàn á, mình không có kêu nó ăn đâu, nhưng mà nó sẽ tự ngồi đó xong rồi ăn một hai miếng, xong một hồi nó đi đâu đó, xong một hồi nó quay lại nó ăn một hai miếng, ăn hoài luôn. Yeah. One time when I went to dinner with Ben, he got full first and it took very long for me to finish all of it. Order like 11 things, no, 12, yeah, 11. Mm-hmm. I eat all of it, well, almost. Ngon. Cô chú nói mẹ không cho tham mì ăn là đúng không? Đúng hay sai? Vâng, sai. Cô chú thấy là ngon. Nhiều khi các bạn thấy nó còn nhỏ, hồi trước nó không nói được gì hết trơn á, mới nói sao thì nói vậy. Ngày mai mình sẽ chiên cơm với cái này. Sẽ rất là ngon mà. Ăn thì ăn không hết mà. I taste it now. Yeah. Chắc là tại hồi nãy cái ở trên mà nó đá không á. Còn uống nhiều nhiều chưa? Nó thích ăn mấy cái này hả? Nó giòn không ạ? I don't really like this part. Cái này á, nó đã chín rồi các bạn, nhưng mà mình chiên lại thôi. Rửa sạch sẽ hết trơn rồi, để vô bọc có thiêu lại trong tủ lạnh, nên thành ra các bạn thấy có nhiều cái nó hơi giống như là bị héo héo hư hư á. Bởi vậy nhiều khi một mình như vậy các bạn làm cho đã, xong rồi nghe cái mùi cái là no rồi, mà thêm ăn cái khác, thêm ăn cái khác mệt rồi đó. Qua khá không? Nó làm giống như là robot đi. Bữa nay là hai đứa giúp cho mẹ cắt giấy nè. Đỡ quá mọi người. Nhưng mà mình sẽ ăn tới đây thôi. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn nha. Các bạn nhớ ủng hộ Mary cả bên YouTube, bên Facebook nha. Chia sẻ ủng hộ cho Mary với lại bên TikTok. Ở trong bên TikTok là Mary chỉ đăng cho các bạn coi thôi. Bên TikTok là Mary không hề có tiền nha.
bên Facebook thì Mary mới bắt đầu xây dựng lại cái giống như cái page của Mary thôi. Nhưng mà các bạn nhớ ủng hộ Mary nha. Bây giờ thì Mary sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye.